Thế cũng đang muốn khóc. Khi mà bị 3 lần hư thai thì mình lại báo cáo với đơn vị là bây giờ tôi, tình hình vợ tôi là bây giờ hư thai liên tục, thế bây giờ tôi xin nghỉ khung lương đúng 1 năm. Sáng 7 giờ chở vợ đi làm, trưa 11 giờ đánh xe ra chở vợ về, chiều lại 1 giờ lại chở vợ đi, tối lại 5 giờ lại chở vợ về, đúng 1 năm trời. Cứ đưa đón vợ không? Đúng rồi. Chăm sóc vợ? Đúng rồi. Đấy. Lúc đó mình làm gì để sống? Cuộc sống lúc đó cũng còn đang vất vả lắm. Nói chung là cứ có thế nào thì xài đâu. Nói chung là cứ... Cô rất là thoải mái với cuộc sống của cô luôn. Mặc dù rất khó khăn và vất vả. Vất vả. Dạ. Nhưng mà cô rất là vui. Bởi vì cô được đồng hành cùng với chú nè. Rồi cô tận hưởng cái tình yêu của chú. Đó là những điều mà Quỳ Linh cùng Ngọc Lan sẽ cùng quý vị đi một chặng đường của thanh xuân. Hãy đến với tôi để cảm nhận những cái cảm xúc của quý vị nha. Còn hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái cặp tình trăm năm. Đó là chú Nguyễn Văn Sửu 67 tuổi và cô Nguyễn Thị Lan 64 tuổi. Tổng số tuổi của họ là 131 tuổi. Họ kết hôn gần 40 năm. Chào cô chú ạ. Dạ, con chào cô chú. Quỳ Linh, chào Ngọc Lan thân mến. Hiện nay chú đang làm gì ạ? Tôi nghỉ hưu rồi. Trước đây cũng tham gia bộ đội hơn 10 năm. Dạ. Sau đó là tôi chuyển ngành. Chú làm ở lĩnh vực nào giờ trong quân đội chú? Tôi bên binh đoàn Trường Sơn. Còn cô lúc trước cô làm gì? Cô thì trước kia cô làm bên kế toán ngân hàng đầu tư ở Sơn La. Quê mình thì ở gốc Nam Định. Cô thì bên Ninh Bình. Thì cái cuộc tình của tôi thế này, khi mà đơn vị điều lên làm cái quốc lộ 2N279 để chống giặc phía Bắc á. Trong quá trình làm việc thì tôi là có nghề kỹ thuật, tôi học kỹ thuật về cầu đường. Thì tôi làm việc ở sư đoàn bộ, ở sư đoàn 391 của binh đoàn Trường Sơn á. Hàng quý tôi đều phải ra ngân hàng đầu tư của vợ tôi để thanh quyết toán về khối lượng, chi cho để quân đội làm đường mà. Em Home, thiết kế xây dựng và thi công nội thất. Khi ra làm việc với ngân hàng đầu tư thì mình có cái lợi thế là có một cái bà chị họ làm ở trong đó. Bà cũng bộ đội, bà chuyển ngành ra và làm hành chính thì đánh máy thôi. Thế thì trong quá trình ra làm việc thanh quyết toán thì mình ở ngân hàng đầu tư thì cũng có 4-5 cô gái. Trong đó có cô vợ tôi bây giờ. Vì lúc mình có tuổi rồi, khoảng 27-28 rồi. 27, lúc đó cô 23. 24-25 rồi, 25 rồi. 25, cô 25. Trong quá trình ra làm việc thì mình cũng... Vì con trai chưa vợ mà bộ đội thì mình cũng muốn tìm hiểu con cua nào đó để kết bạn. Nhưng mà 4 năm cô. Dạ 4 năm cô, lần sau chú đúng không rồi. Ngó ai mà chú ngó mỗi cô Lan này thôi. Chú cũng nghiên cứu tất cả 1 năm cô luôn. Nghiên cứu 5 cô luôn. Nghiên cứu 5 cô. Quá dữ luôn. Nghiên cứu nhưng không phải là nghiên cứu cái gì sâu sắc đâu. Có nghĩa là mình cũng thông qua ngày này, thông qua ngày kia mình tìm hiểu cô này, quê ở đâu này, bố mẹ thế nào này, bố mẹ làm việc gì này. Và nói chung là lịch sử gia đình người ta. Nghiên cứu hết nhưng lý do tại sao đúng rồi. Lý lịch cô này lại nghiêng về với chú. Tiếng xét với cô này thì không có tiếng xét. Trong quá trình nghiên cứu thì dần dần thì nghiên cứu các cô kia mình như kiểu mình sơ tuyển ấy, mình loại dần. Một người này gia đình họ không hợp với mình, họ giàu quá, không nhà mình thì nghèo. Hoặc cái cô kia thì chảnh chúa quá. Còn cô này thì rất là ít nói, hiền lành, thùy mỹ. Mình lại con người cũng là lính thì thật thà, hiền lành chất phát thì mình cũng thích người nó như vậy. Bắt đầu với nghiên cứu thì đi sâu cô này luôn, đi sâu nghiên cứu luôn. Nếu đầu với Linh La với làm quen. Xin về nhà chơi. Đấy. Cô này thì cô ấy ở Ninh Bình nhưng mà cô được ông anh trai là đưa lên Sơn La. Thị xã Sơn La là học cấp 3 trên đó. Cái tư tưởng của mình ý là dứt khoát phải lấy một cô nào đó phải có nghề bên nhà nước. Hoặc cái nghề gì đó. Nghiên cứu sâu rồi tính toán. Tính toán. Cần đo đong đếm. Đúng rồi. Đếm nữa. Vậy là con gái mà nhẹ nhàng, ít nói ha, dịu dàng thì cũng thuận lợi lắm. Nói nhiều như con khó lấy chồng lắm. Nói nhiều như con khó lấy chồng mà làm MC được. Ngược lại thì cô thấy ấn tượng gì về chú nè? Thực sự là với chú thì cô nhìn bề ngoài thì cô cũng rất ưng rồi. Cái thứ nhất là màu áo lính. Cái thứ hai là tính tình cô thì qua bà chị bà kỹ thì cô rất ưng. Nhưng mà bản chất của cô thì rất là mặc cảm mê cô. Vì lúc là cô thấp rồi cô đi công tác thì xe đổ, cô bị gãy chân. Đó, nên là cô rất là ngại khi mà thông qua bà chị thì hiểu hết về chú. Nhưng mà thực sự là cô cũng cứ... Không tự tin lắm nên là cô khi mà quen nhau cũng rất lâu. Cũng phải gần từ năm 84 mà cho đến năm 86 thì chú mới đặt vấn đề. Nhưng mà thực sự là cô đặt hết vấn đề.
cô em như thế, em thấp này, những người bên ngoài rất là cao ráo rồi đẹp, rồi em bị gãy chân này, thế thế này thì anh xem là có nên không, chứ không rồi sau này em sợ là lấy nhau thì thế này thế kia đấy. Cô nói như thế thì chú giải thích là rất là chân thành, chú bảo anh yêu em chứ không phải là người ta yêu em, mà anh là xác định là yêu là chân thành, là xác định là làm vợ chứ không phải là yêu lung tung, nên là em cứ yên tâm. Khi mà chú trả lời những cái câu rất là mộc mạc mà chất phát, nên là cô đồng ý nhận lời yêu chú. Cô chấp nhận cho mình về thăm chỗ cô ở, tức là với anh trai đó. Thế mình đã thấy là có tín hiệu là cô chấp nhận rồi. Cho tới bao lâu thì cô chú sinh con đầu lòng? Cưới tháng 1 năm 86 đúng không? Cưới xong đơn vị cho về phép một thời gian thì lại có bầu khoảng 2 tháng nhỉ? Hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng thì lại bị hỏng mất đứa đầu tiên. Do cơ thể người phụ nữ cổ tử cung thấp, hay là do cô này là cô lại cái nhà anh chị cách chỗ ngân hàng lại 6 cây số, thế nên cô cứ đi đạp xe, vì là trên đường Sơn La nó dốc mà, chứ đâu có được đẹp như này, cứ cong người lên đạp xe là cứ sáng đi tối về, thì khả năng là sẽ đi lại nhiều, sẽ hỏng với đứa đầu tiên. Đấy, thì đứa thứ hai thì sinh năm tháng 1 năm 1988, vì nhà mình 6 anh em trai, cái thằng thứ năm là nó học hết cấp 2, nó lại không muốn học nữa, nó bỏ học. Thế bắt đầu là tôi với bạn với vợ là bây giờ tình hình em như thế thì có khi mình phải đưa lên đây nuôi nó để cho nó học. Tức là trước khi làm việc này thì cũng sợ là vợ không đồng ý. Đấy. Nhưng mà nói vợ thì vợ cũng đồng ý luôn, thế nên mình cũng phấn khởi. Khi thằng em nó lên đến 11 tuổi thì làm gì có chỗ nào ngủ nữa, thì buộc 3 ngày phải ngủ chung thôi. Đấy, thế mà vợ chồng mới cưới mà như thế thì cũng có cái khó khăn đúng không? Còn quan trọng cô, những cái phút đó cô có nghĩ gì không? Không, cô có lúc đó cô vô tư lắm, vì thương chú á. Nên là khi mà chú đặt vấn đề cái là cô đồng ý ngay. Mà thực sự là khổ cực kỳ luôn. Nhưng mà cô không hề nghĩ là mình là khổ gì hết ý. Ăn thì không đủ ăn, mọi thứ cái gì cũng khổ. Nhưng mà cô cứ vui và đồng ý ngay với chú. Và em mới lên thì chú đi công tác. Chú ở trong đơn vị có khi mấy tháng mới ra một lần. Chỉ có cô với em cô nhà. Bây giờ tiền đâu mà lo, giờ hai chồng chưa đủ nữa. Đấy. Rồi còn lo cho đứa em nữa. Đúng rồi. Thế thì mình về đơn vị thì mình là cán bộ sư đoàn, mình hay đi các trung đoàn công tác. Thì mình mới cắt cơm ở trên sư đoàn đi. Báo với quản lý là tôi đi đợt này công tác ở trung đoàn là 10 ngày, công cắt cơm với tôi. Thế là tam tem phiếu về tiêu chuẩn của mình là để nguyên đó. Thế khi mà đơn vị xin ra tranh thủ thăm vợ thì để mình lại lên quản lý bảo ông tính toán cho tôi cái vừa rồi. Cái phiếu tem đó. Tem phiếu vé rồi gạo bao nhiêu, thịt bao nhiêu, mỡ bao nhiêu, sữa đường được cái gì đấy. Cứ mang cái đấy về rồi cho vợ nuôi em. Thế là khoảng một năm sau lại một đứa nữa nó đi bộ đội. Đi bộ đội nó ra quân thì nó không có việc làm. Là ở chung luôn. Thế nó lại bố nó viết thư lên anh ơi, em về giờ em chẳng biết làm gì hay cho em đến đấy. Thế cùng lại bà đến vợ bảo là lúc đó cô có đồng cảm, có cùng khóc chung với chú những cái giai đoạn đó không cô? Cô vẫn rất là thương chú, nhưng mà cô cũng gánh vác mọi việc từ những cái nhỏ cho đến cái lớn là cô lo hết. Nhưng mà chú nhà cô thì lại nghĩ là lo cho cô là quá sức á. Nhưng mà không có sao hết, miễn là lo được cho các em thôi. Đúng là như thế, bao nhiêu năm các em nó ở với cô là vui vẻ. Có bao giờ chú nhịn cô, nhịn để nhường cho hai đứa em không? Chắc cũng phải có chứ. Ăn cơm thì phải mua say đấy, về trộn lẫn với cơm mà nấu ăn chứ làm sao mà gạo đủ được. Rồi sáng ra người dân tộc Sơn La hay đi bán sắn với bán cái trên đường ấy, mua về luộc thì ăn thêm mà chẳng hạn thế. Nó khó khăn như thế thì mình mới nói với thủ trưởng, bảo thôi báo cáo thủ trưởng là khi em xin ra quân thôi, xin chuyển ngành thôi, chứ bây giờ vợ nhà mình nuôi hai đứa em thế không nuôi được. Thế tôi quyết định chuyển ngành về Sở Giao thông Sơn La. Chú có mấy người con lúc đó? Lúc ấy thì mới có một đứa. Một đứa với hai đứa em nữa. Đúng rồi, một đứa. Vậy là phải mình cô phải lo cho cả ba người. Đúng rồi. Có thiếu không cô? Nói chung là thiếu, cứ vá đầu nọ vật đầu kia chứ. Ngày xưa cô ở ngân hàng thì nói chung là mọi thứ nó cũng đỡ hơn. Những lúc khổ đó cô có suy nghĩ gì không? Chung là cô nghĩ muốn làm sao cái thời kỳ đấy mình lại vô tư như thế, mình cứ vui vẻ như là gì, chả có cái gì hết. Xong là về nhà anh chị thì gánh nước tưới rau còn hát véo von đấy, về ở với anh chị hoặc là những ngày rồi đấy là chẳng có nghĩ gì mà làm mình khổ, không cho mình là khổ mà cứ nghĩ mình là sướng. Coi như là vì cái tình yêu của chú quá lớn đó. Đấy, tình yêu của chú quá lớn dành cho cô nên là cô coi như là không có nghĩ gì mình là khổ cả. Đà Lạt Miu hoàn toàn tự nhiên.
Dạ, rồi hai đứa em đó sau này chú cho đi học gì, có thành đạt chưa? Nó không đi học, nó học cấp 3 xong rồi nó chuyển sang kinh doanh. Rồi kinh doanh gì? Kinh doanh giờ nó đang làm cái nghề vận tải xe khách ấy. À, là hai người luôn. Tức là một đứa đi làm là ông chủ. Chủ gì chú? Tức là công ty xe khách ấy. Dạ, rồi còn rồi mấy đứa nữa là nó đi làm theo vậy thôi. Rồi sao chú vào Lâm Đồng? Mình đang ở Sơn La, hai vợ chồng Sơn La, thấy cái năm 82 có cái sự nằm động đất rất là ghê gớm. Thế rồi trong này có ông anh rẻ, mình mới điện vào bảo anh tình hình ngoài này động đất dữ quá, em khả năng em muốn vào trong đó. Thế ông bảo mày, thế mày có nghề gì không? Bảo không, em học nghề giao thông, nghề kỹ thuật cầu đường. Được, vậy thì vào. Thế là trong một tuần là bán nhà. Đầu tiên là định vào thành phố được cơ, vì ông anh cũng là Thủ Đức mà. Bây giờ vào cũng được, nhưng mà được mỗi mày, việc của mày tao xếp được, còn việc của vợ mày tao không xếp được. Thế cũng là ông lại làm việc ở với Bảo Lộc ấy. Yeah. Quen trên đó, bảo tao quen trên đó có người nhận rồi. Bây giờ chúng mày vào đấy thì cả hai vợ chồng mày thì làm việc công ty đi của anh rồi, nhưng mà vợ mày làm việc trên đó. Thế thì đồng ý luôn. Và lúc đó mấy người con rồi? Mới được có một thằng đầu. À, mới một đầu sinh thôi. Rồi các em có đi theo đấy cùng không chú? Không, nó lại đừng rẽ sang nó nghề xe khách đấy. Dạ, là lúc đó là rẽ luôn. Đúng rồi, rẽ luôn. Rồi vào đó ổn định không cô chú? Mình thì là nghề kỹ thuật, chứ là đi làm các thủy điện với thủy lợi. Vài tháng mới về thăm vợ lần thôi. Rồi cô làm gì trong đó? Cô lại xin được làm kế toán cho công ty cà phê trên Bảo Lộc, Lâm Đồng. Dạ. Vậy cũng đỡ ha? Đấy cũng đỡ. Chú đi hoài vậy buồn không cô? Nhiều người ta cứ nói chứ, ui giời ơi, nó vậy thì sẽ có bồ ngoài đó. Thế nhưng mà thực sự trong bụng mình thì mình cũng tin tưởng chồng, nhưng mà mình cũng hơi lo. Thì cũng cứ nói là, đấy anh cứ nghĩ đi, bây giờ là còn mẹ, bố thì mất rồi, còn mẹ và vợ con với một bên là cạm bẫy đấy, thì anh thế này thế kia. Thì anh ấy bảo là cứ yên tâm, anh sẽ không bao giờ anh làm em buồn đâu. Thế nên là cũng cứ ở nhà nuôi con rồi đi làm thôi. Cô chú cũng sinh thêm một đứa nữa cho nó vui mà có một đứa à. Thằng kia đẻ tháng 1 năm 88 đúng không? Dạ. Yeah. Đến tháng 6 năm 98. 10 năm. Hơn 10 năm mới được đứa thứ hai. Là vì khi vào trong Bảo Lộc ấy, năm 94 vào trong Bảo Lộc thì cũng có bầu 2-3 lần nữa, nhưng chỉ được 2 tháng là hư. Cô khó có bầu. Đấy, đấy nên là cũng tội như thế. Nói đây mình thì cũng đang muốn khóc. Khi mà bị 3 lần hư thai thì mình lại báo cáo với đơn vị là bây giờ tôi, tình hình vợ tôi là bây giờ hư thai liên tục như thế. Bây giờ tôi xin nghỉ không lương đúng một năm. Sáng 7 giờ chở vợ đi làm, trưa 11 giờ đánh xe ra chở vợ về, chiều lại 1 giờ lại chở vợ đi, tối lại 5 giờ lại chở vợ về, đúng một năm trời. Cứ đưa đón vợ không? Đúng rồi. Chăm sóc vợ? Đúng rồi. Đấy. Rồi lúc đó mình làm gì để sống? Cuộc sống lúc đó cũng còn đang vất vả lắm. Nói chung là cứ có thế nào thì xài đâu ấy. Nói chung là cứ... Cô rất là thoải mái với cuộc sống của cô luôn, mặc dù rất khó khăn và vất vả. Vất vả. Dạ. Nhưng mà cô rất là vui bởi vì cô được đồng hành cùng với chú nè, rồi cô tận hưởng cái tình yêu của chú dành cho cô và cô rất là happy vì điều đó. Cô chú có làm ăn gì thêm không hay là chỉ có làm kế toán rồi thôi? Vì lúc đó lương bổng nó ít lắm. Yeah. Thì đơn vị với công ty xuất nhập khẩu cà phê mà, nên là đơn vị mới nói là bây giờ thành lập các cái tổ thu mua cà phê, ứng tiền cơ quan đi mua, sau đó là bán cho công ty. Yeah. Rồi ăn chênh lệch thì nó làm 2-3 năm là rất là ngon lành, rất là uy tín. Đến năm thứ tư cái lầu rồi nó tuyên bố vỡ nợ. Ôi trời. Vợ chồng mất, nó giật nợ mất một số tiền rất là lớn. Cô suy sụp. Công ty nói là bây giờ nếu mà không trả được cà phê công ty thì sẽ nghỉ việc. Nghỉ việc rồi nhưng mà vẫn phải trả tiền. Toàn bộ qua huy động tổng lực nội ngoại Bắc Nam gửi tiền cho vay hoàn cho công ty. Mà rất may lúc ấy là cà phê lúc nó có 5.000 một cân thôi. Nhưng nó bây giờ nó khoảng 70.000 cân giờ thì chắc là nguy hiểm. Rồi lúc đó sao? Lúc đó hả? Bắt đầu là áp lực rồi đó cô. Lúc ấy là áp lực xong rồi cô mất ăn mất ngủ. Đi cái xe máy thì ngày xưa không có đâu, mà đi cái xe cúp bận của ông anh ấy. Đi đổ xăng xong rồi chẳng có đậy nắp xăng gì hết. Về nhà thì làm cái gì cũng quên. Thế nhưng mà nói chung là vẫn cố gắng. Cố gắng mà để mà lo mọi việc. Cái lúc ấy là cô cứ tưởng như cô bị điên rồi á. Chú được cái là chú ấy động viên rồi làm hết việc nọ việc kia. Rồi sau đến khi là nó ổn định lại thì nó lại trả bằng đất. Nên là cô cũng yên tâm hơn, sau dần dần rồi bán cái đất đi thì trả nợ thì nó với cho anh em thì cũng không nỗi là thua thiệt, nên là cũng đỡ hơn. Sau khi mà mình huy động tổng lực để lấy tiền mua để trả của công ty rồi thì lại tiếp tục làm ăn. Mang ta trả đất rồi bán tiền lấy tiền trả cho anh em mình vay tổng lực. Sau đó là mới đầu khi mà có dư đồng tiền ấy, thì mình lại thấy người ta làm ăn buôn bán đất kiếm được. Tôi mới nghĩ thì bảo bây giờ
chắc là phải mình phải làm ăn thôi chứ giờ là cứ dòng đồng lương không thua. Thế tôi mới đi mua miếng đất 200 triệu chẳng hạn thế, xong rồi tôi lời được 5-70 triệu tôi lại bán đi. Xong tôi lại đi mua chỗ khác là 300 triệu tôi lời được 150 triệu tôi lại bán. Thế thì cũng kiếm được ít. Cái thí dụ thế thì có nghĩa là đời sống nó cũng đỡ hơn một chút. Ờ đúng rồi. Rồi sao chú di chuyển về Sài Gòn? Hai đứa con trai thì nó học ở dưới này. Mà bây giờ Bảo Lộc thì giờ công ty xí nghiệp với các thứ thì đâu có nhiều đâu. Xin việc rất khó khăn. Ở dưới này là có hai bà chị vợ. Rồi chuyển vô năm đây năm mấy? Năm 2017. 2017. Đấy. Rồi mình có mua nhà riêng này kia hết vậy? Đúng rồi. Thì bán ở trên kia đi được thì về đây mua được cái nhà này, được 2,5 tấm. Nói chung là ổn định. Và cháu nội là được mấy đứa rồi? Cháu nội được 2 đứa. Trong quá trình hơn gần 40 năm đó, cô chú có hay cãi vã nhiều không cô chú? 37 năm, chúng tôi chưa mày tao với nhau một câu nào. Tranh luận to tiếng thì có. Mình nhường nhau hay sao chú? Thì nhường nhau đấy. Ai là, nhường? Cô là người nhường nhau. Chú nói vô lý hoặc này kia là cô có cãi lại. Thế nhưng mà lâu lâu rồi bây giờ cũng phải nghĩ lại. Bản chất của chú rất tốt, nhưng mà tính chú nóng tính. Nếu mình cứ cãi vã nhau này không giải quyết vấn đề gì mà giờ con cái đã lớn nó sẽ buồn. Nên là cô bây giờ là cô sẽ chấp nhận im và thay đổi đi phù hợp cho nó tốt. Sau khi cơn đấy thì cô góp ý với chú thì chú là người nhận ra và cũng thay đổi dần dần. Đó nên là cuộc sống nó dễ chịu hơn. Có lẽ là từ ngày mà cô chú ở bắt đầu là gọi là ở gần nhau luôn á thì chú đâu có viết thư cho cô đâu đúng không? Đúng, cô đúng rồi. Bữa nay chú viết cho cô một cái lá thư rất là bí mật nè, thì bây giờ con sẽ đọc cho cô nghe nha. Gửi em, người vợ yêu quý của anh, đã 38 năm rồi hôm nay anh mới lại được viết thư cho em. Anh rất vui và hạnh phúc khi được làm điều này. Chúng mình đã về một nhà với nhau 37 năm. Trong 37 năm qua chúng mình đã có nhiều thăng trầm trong cuộc sống, nhất là những năm anh còn phục vụ trong quân đội. Như anh đã nói với em, khi mình mới quen nhau, lấy chồng là bộ đội thì phải chịu thiệt thòi về tình cảm. Lúc đó em nói em chấp nhận anh là lính thì phải chấp nhận luôn điều đó. Rồi cuộc sống cứ trôi đi, anh và em gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Bệnh tật có, làm ăn thất bại có, nhưng chúng ta luôn đồng hành vượt qua để nuôi con cái khôn lớn và trưởng thành. Anh rất cảm ơn em vì sự hy sinh hết lòng cho con, cho cháu. Tính anh hay nói to, có nhiều lúc làm cho em không vui và cũng có lúc mắc sai lầm, khuyết điểm. Nhưng em luôn là người tha thứ và bỏ qua hết cho anh. Anh và các con, các cháu tự hào vì em. Các con, các cháu tự hào về mẹ và bà. Anh cảm ơn em đã đến bên đời này. Anh thương và yêu em đến hết cuộc đời này. Chồng của em, Nguyễn Văn Sửu. Cô thấy thế nào cô? Cô thấy tuyệt vời. Tại vì ở nhà chưa bao giờ có những cái câu nói mà nó ngọt ngào này. Nhưng hôm nay được thì thực sự là cô cảm động. Và cô cũng cảm ơn chú rất nhiều đã dành những tình cảm cho cô từ trước đến nay. Lúc khó khăn rồi lúc vui lúc buồn đều có chú động viên. Cái lá thư này nó cũng nói rất nhiều điều rồi. Nhưng mà cũng nói với em rằng là bấy nhiêu năm mình chung sống với nhau thì đến giờ này là khẳng định là chúng ta sẽ còn đồng hành với nhau đến cuối cuộc đời. Cảm ơn em. Cảm ơn anh. Tuyệt vời. Và một nụ cười mãn nguyện, một nụ cười hạnh phúc người phụ nữ để thấy rằng đằng sau đó là cả một quá trình chúng ta cùng chăm sóc, cùng nhường nhịn lẫn nhau để tạo nên một cái giá trị hạnh phúc cho đến ngày hôm nay. Cảm ơn cô chú đã đem đến một cái tình cảm để có thể những cái lớp sau họ sẽ nhìn thấy để học hỏi điều đó. Làm sao để hạnh phúc, làm sao để giữ hạnh phúc gia đình. Đây, một bài học rất là rõ ràng luôn. Cảm ơn cô chú. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với video clip của gia đình. Con chào bố mẹ. Xin chào chương trình Tình Trong Năm. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra và nuôi dưỡng con trưởng thành. Gia đình mình cũng trải qua rất nhiều thăng trầm. Chuyển từ Tây Bắc vào Tây Nguyên, từ Tây Nguyên chuyển xuống Sài Gòn. Khi mà con còn nhỏ thì bố hay phải đi công tác xa làm cầu đường thủy lợi, những khi 2-3 tháng mới về nhà thăm nhà được một lần. Còn lại chỉ thể có thể gọi điện về để hỏi thăm mẹ con thôi. Nên mẹ ở nhà thì vừa là mẹ vừa là bố. Con nhớ khi còn nhỏ
ra lúc gia đình mình khó khăn nhất đến bữa cơm thì bố mẹ luôn nói một câu là các con ăn đi, bố mẹ no rồi, bố mẹ ăn phải đủ rồi, bố mẹ nhường những món ngon nhất để cho các con ăn. Mà lúc đó các con đâu có hiểu, nếu mà nhờ không mà mẹ còn bị ngất xỉu ngoài vườn mà các con cũng không biết. Đến bây giờ nhờ sự nỗ lực của bố mẹ, nhờ sự giúp đỡ của các bác, các anh, các chị bên nội bên ngoại thì gia đình mình cũng đã thoát khỏi cảnh vất vả. Nhưng mà mẹ vẫn vậy, mẹ bây giờ vẫn luôn dành những cái gì tốt nhất cho các con. Đối với mẹ thì gia đình, chồng, con và cháu thì là cái quan trọng nhất. Bố thì hơi nóng tính nhưng mà luôn làm những điều tốt nhất cho gia đình, làm mọi việc không có kể việc gian khổ gì để cùng mẹ nuôi dưỡng các con. Hiện tại thì đang ở chung với bố mẹ. Ở chung với bố mẹ thì cũng có hơi một chút gò bó nhưng mà sướng. Sướng là sao? Bây giờ buổi sáng dậy mẹ dậy sớm nấu cơm hết cho các con, còn bác ăn cơm xong mới được đi làm. Buổi chiều về thì bố mẹ các con, bố mẹ nó về nhà rồi, nhiều hôm mà mẹ cũng nấu cơm sẵn luôn, hai vợ chồng con về chỉ việc thay đồ rồi xuống ăn cơm thôi. Thì mình cảm thấy rất là sung sướng khi mà được ở chung gia đình với bố mẹ. Các con cũng biết là chúng con còn rất nhiều cái sai sót mà chưa vừa ý bố mẹ, thì chúng con xin cố gắng hết sức sẽ thay đổi làm sao mà để cho bố mẹ được vui lòng. Gia đình mình bây giờ đã có một con dâu, hai cháu nội rồi, sắp tới thì cũng có thêm một con dâu nữa và có thể nhiều cháu nội nữa. Thì con cũng hy vọng là bố mẹ sống mạnh khỏe để sống lâu cùng con cháu, là cái chỗ dựa tinh thần cho bọn con, để bọn con nhìn vào đó để noi gương, để phấn đấu. Đó là những cái giá trị mà cô chú đã xây đắp ngày hôm nay. Cảm xúc cô chú thế nào khi xem clip đó? Con nó cảm nhận được và nó nói được điều đó là mình thấy phấn khởi. Nó thấy nó đang sống trong một cái gia đình rất là tuyệt vời. Mà phải cố gắng, cũng muốn như là con là sau này là nuôi dạy các cháu, tức là con của con ấy là cũng được như mình nuôi mẹ mình. Đấy. Chẳng hạn như là mà mẹ 92 tuổi rồi mà vẫn ở với mình được thì sau này cũng phải noi gương để làm sao mà truyền cho các thế hệ sau là phải có cái tinh thần như thế. Có lẽ rằng vẫn còn một cái chút gì đó nó bâng khuâng, nó khắc khoải là xưa đám cưới không có nhẫn cưới, không có quà cưới mà chỉ có hai con gà mọi người ăn hết, không đủ ăn luôn. Ngày hôm nay chú có điều gì muốn nói với cô để đền bù lại những cái thiệt thòi của cô mà. Chúng mình lấy nhau thì không có đám cưới, không có nhẫn cưới, không có gì hết. Thì hôm nay là nhân dịp này thì anh có cái nhẫn để tặng em để thay cho lời cảm ơn. Cô rất cảm động vì từ trước đến giờ là coi như là không bao giờ được đeo nhẫn. Không bao giờ được cái tình cảm nó như ngày hôm nay á. Nên là cô rất cảm động và cô cảm ơn chú đã dành những tình cảm cho cô suốt mấy chục năm nay. Tình cảm của chú thì vẫn nguyên vẹn như ngày đầu, nhưng mà bây giờ thì chú biết thể hiện nhiều hơn ngày xưa rồi cô. Đúng hả? Rồi, cô cảm ơn. Đúng thiệt. Và đây là món quà của con dâu với cháu nội đây. Ồ, đẹp quá. Con tặng mẹ. Mẹ cảm ơn con. Con rất là may mắn, em rất là may mắn được làm dâu của bố mẹ. Đến nay là năm thứ 8. Sống trong một gia đình thì gọi là rất là truyền thống và rất là tình cảm, bố mẹ rất là tình cảm với nhau. 8 năm thì mình nhìn thấy cái sự hy sinh của mẹ, đặc biệt là mẹ và của bố rất là nhiều, tức là dành cho con cái những gì mà gọi là tốt nhất. Con chúc bố mẹ luôn dạt dào sức khỏe, lúc nào cũng tình cảm như vậy. Mẹ thì về già thì mẹ có bệnh mất ngủ, gọi là trầm cảm lo âu và quá nhiều thăng trầm như vậy. Hy vọng là bố cũng thiết chế cái sự nói to của mình, là dành nhiều hơn nữa cái sự quan tâm và thời gian dành cho mẹ. Thế là bây giờ cái thời gian mình dành cho nhau cũng không còn được nhiều nữa, là con muốn là bố dành nhiều hơn nữa thời gian ở bên mẹ và bọn con. Cảm ơn chương trình và cảm ơn sự hy sinh của cô dành cho gia đình, sự hy sinh nhường nhịn của chú dành cho gia đình, tạo nên một giá trị hạnh phúc mãi mãi hạnh phúc của hai năm.
lãng mạn lắm. Đừng nào cái giò đầu của sinh dịch. Khổ lắm cái nhà mà đứng ra đời. Khổ lắm. Giò đầu quá. Người gọi giò đầu là cái thứ sức. Nó khó đi một chỗ là khi em lên văn lê rồi đấy là rất là rộng, tính hợp nó tốt, là làm dễ dàng và nó dễ chịu lại thì khó đi. Mình thấy là lên văn lê rồi. Sai lầm. Người ta vẫn lên văn lê, người ta làm tốt hơn, tất cả những cái đó là sẵn không được. Và mình đi với hợp sẵn sàng, đó là hợp sẵn sàng. Thì cái nơi mà mình có thể gọi là, nó sẽ tạo cho mình cái sự thì mình không có được cái mục đích tốt không? Là những nhà có chính thì mình sâu vào người, đánh sâu vào xây dựng được cái mục đích tốt nhất là không thể làm không thể làm không thể không thể để đã vậy rồi còn sức nhắc cái gì của con người thì mình như chúng ta hàng ngày thì mới mong rằng có thể làm được rất là biết đâu đến là người con thứ hai
gọi mình là gọi là bố đấy, bố và ông bố đấy, mà chưa nhìn đến thì là gọi mình là bố, các bố là mọi thứ đều cứ đủ hết trên, cứ biết đối với lắm, nhưng mà các thằng con trai sẽ biết cái này, cái kéo to này là cái sức khỏe đấy, nhưng mà mình làm không được cũng sợ, sợ những cái gì, mà làm như thế, những người họ tên là các bố nhưng nhau còn đang tôi là cho sang người từ vô giáo để cho các anh có thể giúp được con sửa được con nhưng mà sữa thì không thể mua được cái sữa ngoài không có thể mua được cả nhưng mà sữa thì có thể cho một ba bốn cũng được nên là rất là nhiều cái sữa ngoài rất nhiều nhà mà bữa cơm ăn thì có cơm trình may là cơm thì cũng tốt nha, rất là tốt, chỉ cần phải làm cái này sửa nhiều. Bây giờ nhiều cô ăn bò bò heo mà cô đủ chưa? Không có sữa, thực phẩm thích sữa chứ mà cũng không có sữa. Đúng là sữa bạn nói chúng mình sinh do sinh khó ha, đời thương về cái gì có tốt cái này sau này nuôi năm đứa con trong một một người khó khăn như vậy lúc nào cũng chứ hành người yêu thương tức là không khá nổi không khá nổi ngày kia họ thấy khá lúc nào khá nổi hay người yêu thương không khá nổi tại sao vậy người bỏ lên buồn rồi năm đứa ông nguyên được về Đồng An để bố mình bây giờ vẫn đang ở Đồng An
thì nên mình về người khác cũng thấy được. Bây giờ thì cả chín người con đang làm công việc gì mà đang làm? Nhưng mà lúc đó anh đứng chỉ như là chăm sóc cho con Hãy
đây là cái điều này. Nhưng mà chúng tôi còn là tình trạng sống áo suốt thì cũng còn một con đường thoát khỏi được nữa mà. Chắc chắn như là khi đứa mình đứa cháu đi nhà đi đứa mình đi thế nào cũng rời ra tiếng đàn và cảm xúc rất khó khăn thì cho sinh con hiểu là có nhiều cái hậu quả nghiêm trọng lắm, quá nghiêm trọng nhất đó. Và nếu như mà cô người tốt cái như là cô người nào mà có người tốt đó, thì cái sức khỏe nó sẽ đi xuống rất là nhiều, rồi cái tinh thần của người chồng cũng không có, rồi con cháu mình nuôi cũng được hoàn thành đó, rồi đứa thì bỏ học, đứa thì cũng có đi lang thang bất tử, thì cái này là nó là một cái hình ảnh lên cái tiêu chuẩn. Nếu như mà mình không có gặp may mắn thì cô chú là đời thương đấy, nhưng cô phải giờ cũng là được làm gì không ạ. Ra đây tôi có cái câu chuyện mà hay mà được học theo cái đấy chính người đứa nha. Cái đứa giai đoạn này chắc là đi tìm đi đó. Dạ, không bao giờ muốn không tìm đó anh ta. Cái đó hồi xưa tôi có điện Hà Lan rồi. Bây giờ Hà Lan rồi, tôi chắc bao. Hà Lan không bị bây giờ đứng mắt như vậy ơi, chứ có rẻ đâu. Đây là câu chuyện nó qua rồi. Đó là một cái sự nỗ lực của anh mình. May mắn là được đồng thương, mình cũng có được lòng cho chị mình được gọi là được nó rồi là hạnh phúc, không phải là không có gì mà đi đến cái mâu thuẫn lớn đó mà nó đầu còn đầu sức để nuôi con không lớn bây giờ đó là mình luôn tạo một cái mình luôn sống để không biết con không cứ sẽ là mình không phát triển ra cái điều hành. Thế bây giờ thì công việc của cô Dương như thế nào ạ? Cô là một việc cô Dương á hay là một công việc không được hành? Không có việc thương rồi. Nếu mà là làm gì vậy thì có tiền một vé cái áo này à cái áo này đây hả? Cái này có học không hay là Thì sẽ được cái chỗ là cái này là cái gì? 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 Cái gì?
thường ngày cũng không biết là văn thơ của ngày xưa là bây giờ có thay đổi gì không? Em đi cưới thật khó mà nói lên hết được tình yêu thật của em. Nó cũng như thân tình nhau đã cho anh thấy được những sự tình yêu ngọt ngào ơn đời. Nhưng em ơi, tất cả cũng phải đánh đổi bằng những hy sinh và động viên tại trong em. Đã từ rất lâu đến nay, anh đã không có gì để gửi lại bên trên đấy. Hôm nay, anh biết như thế tâm tư và những trăn trở từ nơi tổ viên cũng và sâu sẽ cho em. Em yêu em, chỉ một lời đã nói hết được, nhưng cũng chỉ một lời đã đủ cho tâm tư. Anh yêu em rất nhiều và nếu phải là người em trở về với cha mẹ là được lựa chọn, anh vẫn anh sẽ mãi mãi chọn em. Trời ơi, cái đứa nhỏ hơi con với mẹ đó, đứa nhỏ đang học rất là nhiều. Tại sao họ lại vượt qua những chặng đường quá gian nan của mình? Đó là nhờ là được tập tập luyện. Bây giờ, bây giờ con đã hiểu được sao mà tôi muốn tập 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 Thank you.